Xin chào cả nhà. Số ngồi này phòng bên em nay lại tiếp tục lên sóng thanh lý cho các bác dòng thân nồi áp suất nhé các bác nhé. Bây giờ em sẽ vào chi tiết từng em một để cho các bác theo dõi. Đem lên cho các bác một em dòng tefa này các bác này, một em tay dài và tay ngắn nhé các bác nhé. Con này đường kính của nó là 23 sâu 16 tương đương với lại dòng nồi 6 lít các bác nhé. Đấy, em thanh lý cho các bác kèm vung luôn. Thân nồi áp suất nghĩa là áp suất không còn sử dụng được nữa các bác nhé. Các bác mua lồi về các bác sử dụng thôi. Đấy, ví dụ như nhà bác nào có vung kính vừa thì các bác sử dụng, hoặc các bác đặt mua trên Shopee nó có sẵn đấy. Dòng nồi inox hai đáy dày lặng đun từ ok nhá các bác nhá. Tay cũng còn đẹp nhá, một tay chính và một tay phụ này. Đấy, inox đẹp sáng bóng luôn. Em cân cho các bác xem. Một cái nồi này nó tương đương với lại 2 cân mốt nhá các bác nhá. Con này em thanh lý cho các bác 300.000. Đấy, tính ra có chưa đến 150 một cân inox. 23 sâu 16. Kèm vung nhá các bác nhá. Đấy các bác về các bác sử dụng được vung rồi về. Đặt mới trên mạng cái vung kính này các bác dùng 300.000. Con này mã số 1 ạ. Đun từ ok nhé các bác nhé. Tiếp theo âm lên cho các bác con này. Con này là một con nồi Mỹ thương hiệu Vitagraph. Con này không có vung nhé. Con này đường kính là 25 sâu 10 này. Em thanh lý cho các bác 200.000 mã số 3. Sâu 10 nhé các bác nhé. Mà đường kính rộng 25 các bác mua về các bác làm rán chảo, rán chiên, xào, nấu đều được. Con này thì không đun được bếp từ mà đun bếp ga nhé các bác nhé. Con này mã số... Con này nặng gần 2 cân này, 1 cân 9 này các bác này. Mã số 3 nhé. Em thanh lý cho các bác 200.000 ạ. Thanh lý 200. Tiếp theo em lên cho các bác một con chảo luôn này. Nó là lồi lồi áp suất. Nó có lớp chống dính bên trong. Đấy. Chống dính còn rất chi là đẹp. Có vung luôn nhá các bác nhé. Đường kính 23 sâu 9 này. Con này em thanh lý cho các bác 300.000 mã số 5. Bên trong nhá các bác nhìn nhá. Lớp chống dính còn cực kỳ là đẹp luôn. Này. Thương hiệu Doshisa, hàng chuẩn Nhật luôn nhé. Inox hai đáy dày lặng đun từ ok. Con này nó lặng tương đương với 1 cân rưỡi này các bác này. Thanh lý cho các bác 300.000 mã số 5 này. Chống dính còn đẹp luôn nhé. Đun từ ok nhé các bác nhé. Tay chính tay phụ hoạt động tốt này. Đấy, con này tương đương với nồi 3 lít đó. Đường kính 23 sâu 9 300.000 mã số 5. Tiếp theo lên cho các bác một con thân nồi Tefan này các bác này. Con này đường kính 23 sâu 12 nha các bác nhá. Con này em thanh lý cho các bác 300.000 mã số 2 này. Vung inox đun từ ok nha các bác nhá. Đây nha các bác nhá, một em thân nồi này tương đương với đường kính 23 sâu 12 này các bác này. Con này em bán cho các bác 300.000 mã số 2 nhá. Vung đẹp luôn, inox đẹp sáng bóng này, đấy. Thân nồi áp suất Tefan luôn nhá, made in France, dung tích 4,5 lít này các bác này. Các bác về rửa qua, rửa lại em chỉ rửa qua thôi. Đấy, các bác làm cái con này làm rán chiên xào lấu đều được luôn. Con này lặng 1 cân 6 này, cân 7 này, cân 7 lửa lặng nha các bác nhá. Con này em thanh lý cho các bác 300.000 mã số 2. Đường kính 23 sâu 12 nha các bác nhá. 23 sâu 12 ạ. Con lồi Pháp đấy các bác. Tiếp theo em lên cho các bác con này. Con này đường kính 23 sâu 10 này. 23 sâu 10 nha các bác nhá. Con này mã số 6 này em thanh lý cho các bác 180.000. Con này thương hiệu, con này hàng Crest, hàng chuẩn Nhật nhé. Con này nặng 1 cân 4 này các bác này. Thanh lý cho các bác 180 mã số 6, đường kính 23 sâu 10, tay tránh chính tay phụ còn ok. Tiếp theo lên cho các bác con này đường kính 23 sâu 9 này, con này đẹp long lanh luôn. Con này các bác rán chiên xào lấu đều được, mã số 8 250.000 nhé. Inox đẹp sáng bóng luôn này. Thương hiệu Dasosa, Disosa của Nhật đấy ạ. Màu đẹp long lanh luôn. Các bác làm cái chảo rán nấu đều được. Con này nặng 1 cân 4 nhá các bác nhá. Con này em bán cho các bác 250.000 mã số 8 nhá các bác nhá. Đường kính 23 sâu 9 này. 23 sâu 9, nước bên trong cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, rán chiên xào nấu đều được. Em lên cho các bác con này đường kính 24 sâu 10 này các bác này, 24 sâu 10 nhá. Em thanh lý cho các bác 200.000 mã số 12, cái vung kính đẹp chưa? Con này đun từ ok nhá các bác nhá. Dòng này inox đúc nguyên khối này các bác này. Con này lặng 1 cân 3 lửa lặng nhá các bác nhá. Thanh lý cho các bác con này với giá là 200.000 mã số 11, đun từ ok nhá các bác nhá. 24 sâu 12 ạ, 200.000. Thế em có một con nồi nhôm đúc nguyên khối các bác ạ. Một con nồi nhôm cực kỳ dày và lặng luôn. Con này đường kính 21 sâu 12. Con này em để nguyên cho các bác cái gioăng này để cho các bác lắp, mở lắp nó dễ này. Các bác mua về các bác nấu cơm cháy cực kỳ ngon luôn, hoặc kho cá nhá, nhừ xương luôn. 180.000. Riêng một con nồi nhôm này các bác biết nó dày lặng. Lặng 2 cân
2,7 cân, một con nồi nhôm nặng 2,7 cân, đó là dòng nhôm đúc nguyên khối. Con này tương đương với này 3,8 lít nha các bác nhé. Này các bác nấu được khoảng tầm 2 bò hơn 2 bò gạo này, 2 bò rưỡi đến 3 bò gạo. Nhôm đúc nguyên khối, thanh lý cho các bác 180.000, mã số 7, đường kính 21, sâu 12. Tiếp theo lên cho các bác con này đường kính 22, sâu 14 này. Cái con nồi nhôm vừa lấy không đun được từ nhá các bác nhá. Con này 22, sâu 14, thanh lý cho các bác 100.000, mã số 4 này. Con này đun ga không đun từ nhá các bác nhá. Đun ga không đun từ này, 22, sâu 14 nhá các bác nhá. Thanh lý cho các bác 100.000, mã số 4. Con này cũng dày lắm, không ấy đâu, inox đúc nguyên khối, nó nặng 2,1 cân, 2,2 cân các bác. Tiếp theo lên cho các bác con này một em thương hiệu Crest, đường kính 23, sâu 14, 250.000 nhé các bác nhé. Con này mã số 9 này. Con này đường kính rộng các bác ạ. Con này nó tương đương với lại nồi 5,5 lít, 25,5 lít, 23, sâu 14, thương hiệu Crest, dòng Doshisa, hàng chuẩn Nhật nhé. Inox đẹp sáng bóng, dòng inox hai đáy dày, nó lặng 1,5 cân này các bác này. Em thanh lý cho các bác với giá là 250.000 kèm vung nhé các bác nhé. 250.000, mã số 9. Bác nào lấy mỗi một đơn là các bác tự thanh toán tiền ship nhé các bác nhé. Tiếp theo, con này đường kính 21, sâu 14 này, thanh lý cho các bác 150.000, mã số 17 này. Dòng inox đúc nguyên khối, con này bên trong mới không, mới tinh luôn. Dòng inox đúc nguyên khối, đun từ ok nhé các bác nhé. Con này lặng tương đương với 1,3 cân này các bác này. Inox đúc nguyên khối 21, sâu 14, 150.000, mã số 17. Rồi tiếp theo mẹ lên các bác là em nồi nhôm thương hiệu Liben, hàng chuẩn Nhật nhé. Con này đường kính 20, sâu 12, em thanh lý cho các bác 100.000, mã số 15. Đó là dòng nồi nhôm nhé các bác, hai hãng rất chi là đẹp luôn. Đây các bác nhìn này, thương hiệu Jiken, hàng chuẩn Nhật luôn. Jiken nhé các bác nhé. Lồi nhôm này, thanh lý cho các bác 100.000, mã số 15, đường kính 20, sâu 12. Tiếp theo em lên cho các bác con một con lồi nhôm đúc nguyên khối các bác ạ. Dày vô cùng luôn. 23, sâu 15, tương đương với lại nồi 6 lít này. Con này em bán cho các bác 250.000, mã số 16 nhá. Nó là dòng nhôm đúc nguyên khối. Các bác nấu cơm hoặc các thứ đều được nhá các bác nhá. Đun ga, đun củi này. Các bác biết một con lồi nhôm này nó nặng bao nhiêu cân không? Gần 3 cân. Ấy 2,9 cân các bác ạ. 2,9 cân. Đấy, dòng nhôm đúc nguyên khối. Con này các bác nấu cơm các thứ, cơm cháy ok luôn. Đấy. Em cho các bác cái vung này các bác về lắp vừa khít luôn nhá các bác nhá. Vung xịn của nó luôn ấy ạ. Đây nhôm bên trong này, cái nồi này các bác nấu phải được tầm 4 đến 5 bò gạo luôn ấy. Thương hiệu hàng chuẩn Nhật luôn. Và các bác vệ sinh lại của em thì em vệ sinh qua thôi. Con này em bán cho các bác giá này 250.000, mã số 16 nhá các bác nhá. 250, mã số 16. Các bác một con nồi nhôm này đường kính 24, sâu 15 này. Con này tương đương với lại dòng nồi 5,5 lít các bác ạ. Em thanh lý cho các bác 150.000, mã số 14 nhá các bác nhá. Mã số 14, nhôm chuẩn xịn sò của Nhật luôn. Đây các bác nhìn này. Con này là dung tích 6 lít ấy, hàng chuẩn Nhật luôn nhá. Con này lòng bên trong hơi xấu một tí nhưng mà lồi nhôm con nào cũng thế, đã sử dụng rồi không tránh được. Em cân cho các bác xem con lồi nhôm, nhôm đúc nguyên khối con này nặng này. Con này nặng 2 cân nhá các bác nhá. Thanh lý cho các bác con này 150.000 ạ. 150, mã số 14. Tiếp theo ông lên cho các bác con này đường kính 19, sâu 12, vuông chuẩn này. Con này 150.000, mã số 13, thương hiệu Crest, hàng chuẩn Nhật nhá. Dòng inox dày lặng Doshisa này. Inox dày lặng đun từ ok nhá các bác nhá. Này, một con lồi lặng 1,6 cân, 1,7 cân luôn. Đây các bác nhìn này, đun từ ok nhá. 19, 19, sâu 12, 150.000, mã số 13. Inox dày các bác, răng tôm, răng thịt, răng cá các thứ ok luôn. Tiếp theo con này đường kính 19, sâu 12, con này 150.000, mã số 10 này các bác này. 150 nhá các bác nhá. Có vung luôn cho các bác này. Nồi inox hai đáy dày lặng đun từ ok. Con này đọc một cái lồi không của nó lặng 1,2 cân nhá các bác nhá. Cực kỳ là đẹp luôn. Về các bác rang tôm rang thịt đều được. Hàng dày lắm các bác yên tâm, là dòng nồi áp suất bao giờ cũng thiết kế rất là đẹp. Toàn bộ là một là lồi hai đáy, hai là inox đúc nguyên khối. Tiếp theo lên cho các bác con này. Con này cũng đường kính 19, sâu 12, con này cũng thanh lý cho các bác 150.000, mã số 11 nhá các bác nhá. Kèm vung luôn cho các bác này, con này cũng nặng như vừa con vừa lấy 1,2 cân nửa lạng này. Con này mã số 11. Đấy, bác nào lấy thì cọc trước cho em 100.000. Còn lại nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán nhé các bác nhé.
Bác nào cần thì alo em số điện thoại 0934230664. Các bạn kết bạn gửi hình ảnh qua Zalo, chụp lại màn hình giúp em cái mã các bác lấy nhá. Rồi em xin chào các bác ở các video sau ạ.